Ok, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Motion ATM. Lại là Huy đây. Và trong video ngày hôm nay thì Huy sẽ làm một cái video hướng dẫn tham gia cái sự kiện đó là Trading Competition của Sunrise ha. Và giống như cái theo như cái video trước đó là giới thiệu về cái sự kiện Trading Competition này, thì sự kiện hôm nay thì Huy sẽ hướng dẫn, bởi vì là mình thấy được là cái cơ hội ở cái sự kiện trading này nó sẽ giúp cho các bạn kiếm được một số tiền cũng tương đối với vốn không đồng nữa ha. Và nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích thì hãy dành 5 giây để cho tôi like và subscribe kênh ha. Và comment phía bên dưới video này những cái ý kiến đóng góp của các bạn hoặc là những cái câu hỏi thắc mắc để mình có thể giải đáp cho các bạn ha. Và mình sẽ đi vào nội dung của video. Thì nội dung thì chúng ta sẽ có được là cái sự kiện Sunrise này, thì cái đường link tham gia mình sẽ để ở dưới phần mô tả của một video này để cho các bạn tham gia ha. Và chúng ta sẽ cần gì để tham gia cái sự kiện này? Thì chúng ta sẽ cần một cái tài khoản Trader ha, và một cái ví Solana, một ví Solana ha. Các bạn có thể vào đây để tạo này, solana.io, và chúng ta sẽ cần khoảng là một Solana. Và Sol này thì chúng ta sẽ nhận free luôn, bằng cách là chúng ta sẽ tạo xong cái tài khoản Solana này và chúng ta ấn vào, chúng ta ấn vào cái chỗ receive luôn nè, là cái ví nhận của chúng ta copy, và chúng ta nhớ chọn cái chỗ bên này là chọn DevNet ha, và chọn cái mục thứ ba này nè để chúng ta nhận cái địa chỉ ví. Sau đó chúng ta sẽ qua cái trong web này thì mình cũng sẽ để cái đường link ở dưới phần mô tả luôn để cho các bạn, và chúng ta sẽ dán cái địa chỉ ví chúng ta vào và chúng ta ấn DevNet, rồi nó sẽ gửi thành công một Solana cho cái ví của bạn ha. Đây mình đã lên 5 Solana rồi nè. Ok, và chúng ta sẽ cần tiếp theo chúng ta sẽ làm gì thì chúng ta sẽ vào cái trong website mà mình đưa và ấn vào Connect Wallet và chúng ta chọn Solana. Thì đây là cái ví của mình và mình sẽ nhập cái mật khẩu vào. Nếu như các bạn đã tạo ví rồi á, thì nó sẽ hiện cái khúc này để chúng ta nhập mật khẩu vào ha. Và mình sẽ nhập mật khẩu vào. Ok, và nó sẽ hiện như thế này. Và các bạn khi mà chúng ta mới vào như thế này á, chúng ta sẽ bật cái Automatic này lên này để chấp nhận cái dịch lịch sử để chấp nhận cái giao dịch từ cái web này ha, và Connect. Rồi chúng ta đã login thành công rồi ha. Rồi chúng ta sẽ tạo cái verify, chúng ta phải tiếp theo chúng ta sẽ verify cái administrator của chúng ta. Đây, mình sẽ ấn vào chữ tweet và nó sẽ đưa vào cho cái administrator ha. Đây, chúng ta sẽ ấn chỉ có việc là chúng ta ấn thôi. Ấn tweet. Rồi, và nó sẽ xác minh. Thì chúng ta chờ tí ha. Ok, và quá trình này sẽ có thể là tầm 1 cho đến 2 phút thôi các bạn. Nó cũng khá là nhanh. Và cái sự kiện này mà nếu chúng ta trading tốt thì chúng ta sẽ được lên top, và khi mà chúng ta lên top á, chúng ta sẽ nhận được cái đồng token Sunrise này. Và Sunrise này như các bạn có thấy thì mình cũng đã có up ở trên channel Telegram rồi ha. Thì cái đồng Sunrise này sẽ được IO. Đây, sẽ được IO ở trên sàn FTX. Đây là một cái sàn giao dịch phái sinh rất là lớn. Như các bạn cũng đã biết thì Sunrise sẽ được IO ở trên sàn này với cái mã token đó là SRRS ha. Ok, chúng ta sẽ tạo phân nè. Đây chúng ta sẽ ghi là ví dụ như mình ghi sẽ tầm Motion ATM. Ok, mình tạo phân. Confirm. Và hôm nay chúng ta ấn approve ha. Rồi, chúng ta sẽ chờ một tí nữa. Và quá trình này thường thường là nó cũng chỉ diễn ra là tầm vài phút thôi các bạn. Cũng khá là nhanh. Và cái sự kiện này thì trước đó thì team mình cũng đã có chia sẻ với các bạn những cái sự kiện trading competition này, như cái sự kiện Compet á. Compet thì có cái giải mà một bạn member team mình đã có đứng nhì và nhận được cái giải thưởng lên đến cũng vài chục ngàn đô á. Ok, chúng ta bắt ấn deposit à, deposit 50.000 đô vào 50.000 USDC vào tài khoản của chúng ta. Ta ấn vào deposit. Và chúng ta chờ.
để nó xác nhận cái giao dịch của chúng ta chúng ta tiếp tục chờ thôi ha. Rồi chúng ta ấn confirm, chúng ta lại tiếp tục approve, chúng ta đồng ý với cái giao dịch ha, confirm fund, ok. Và những cái đồng mà IO ở trên sàn FTX thường thường nó sẽ khá tốt hơn các bạn, giống như là cái những cái sự kiện, những cái dự án mà được đưa lên IO thì sẽ được sàn nó kiểm chứng rồi. Đây mình sẽ F5 lại ha, bởi vì là nó sẽ được nó được nạp vào cái tài khoản của mình rồi, và mình sẽ F5 lại. Rồi mình connect wallet lại, và các bạn nhớ ha, F5 lại và connect lại ha. Và khi mà chúng ta connect á, và khi mà chúng ta connect thì mình sẽ đây, khi chúng ta connect lại thì chúng ta không có cần phải ấn vào cái chỗ automatic này một lần nữa, chúng ta connect luôn ha. Và nó đó, đây tài khoản của mình đã có 50.000 đô rồi. Và chúng ta sẽ trade như thế nào? Đây chúng ta sẽ ấn vào cái chỗ là ấn trade và swap access. Và nếu như mình các bạn có thể đầu tư vào những cái đồng token nào thì đây, đây là cái dãy token có FTX token này, Solana, Serum, Bitcoin, Ethereum. Những cái đồng token rất là nhiều ha, có token là long short Bitcoin rồi nữa nè. Rất là khá là ổn áp, có SafeMoon nè. Các bạn có thể lên đây ha, Shiba Inu cũng có, Dogecoin cũng có. Thì ví dụ như mình đầu tư vào Bitcoin ha, Bitcoin. Mình đầu tư tầm 50%. Mình ấn setup. Mình approve. Rồi nó sẽ confirm cho mình. Cái này là chỉ là setup thôi, còn swap thì nó sẽ thêm một phần nữa. Rồi các bạn cứ tiếp tục chờ ha, tùy chờ tí ha. Đây nó đã confirm cái token của chúng ta rồi, token của chúng ta đã hiện đó là Bitcoin rồi. Và chúng ta sẽ ấn swap. Và chúng ta ấn approve. Chúng ta tiếp tục chờ ha, bởi vì là cái quá trình này nó cũng diễn ra hơi lâu một tí. Chỉ tầm vài phút thôi. Rồi, cái giao dịch này đã thành công rồi ha các bạn. Đây, mình đã có là 25.000 đô đã được đầu tư vào cái đồng Bitcoin. Và cái performance của mình sẽ được ấn vào đây để xem. Hiện tại là mình đang lỗ là tầm 2 đô này, 1,8 đô này. Đang âm ha. Ok. Và chúng ta sẽ có thể xem được những cái tài khoản mà đứng đầu của cái sự kiện này. Đây, như cái tài khoản Zola này đã lãi là tầm 214% cái performance, là cái ROA. Đây, bạn bấm vào xem được. Bạn này thì có thể có trade rất là nhiều đồng Solana, Thorchain này, COP, Bitcoin và Binance, Binance Coin ha. Ok. Và sự kiện này thì nó sẽ mang đến cho các bạn cái giải thưởng rất là lớn, cho này lên đến là 250.000 đô. Cho nên các bạn nhớ tham gia ha. Ok, và hướng dẫn của mình đến đây kết thúc. Và nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích thì hãy dành 5 giây để tra tấn nút like và subscribe kênh ha. Và nhớ comment những cái câu hỏi của các bạn để mình có thể giải đáp cho các bạn ha. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở các số video tiếp theo.